Uh, dương chào anh chị em uh, dương mới tìm được một cái tài liệu uh, tài liệu này là của một cái cán bộ đảng cộng sản việt nam thì uh, đã thức tỉnh uh, cái bài viết này có cái tên là cán binh cộng sản đã phản tỉnh uh, với cái đề bài có tên là tỉnh chưa thì bây giờ dương sẽ đọc cái nội dung bài này bài viết của một cụ đảng viên cộng sản việt nam Minh Đức Lê gửi các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để nhìn lại chính mình Xin ừ, chào anh chị nha Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, ta là ai? Nếu một người cứ đứng trên quan điểm phân biệt bạn thù của Đảng Cộng sản Việt Nam Thì tôi nói thật, hận thù đó không nguôi được Vì sao ư, vì quá nhục Này nhé, ta chiến đấu vì lý tưởng Cộng sản Coi Mỹ là kẻ thù sai cấp kẻ thù của hòa bình thế giới. Ta thắng nó với lòng tin rằng chẳng bao lâu sau, thằng tư bạn sẽ quỳ gối trước mặt phe Cộng sản để cầu xin ân huệ. Thế mà tất cả những gì ta hy sinh cho cuộc chiến 20 năm máu lửa đó, trong phút chốc bỗng biến thành trò, hự, trò, cờ, trò cười rẻ tiền. Chủ nghĩa Cộng sản sụp tan thành mây khói, nay ta quay lại cầu xin nó theo đuôi nó xây dựng chủ nghĩa tư bản năng nỉ nó công nhận ta là kinh tế thị trường bao thế hệ hy sinh chống Mỹ để thấy những thế hệ sau chiến tranh lớn lên hướng về văn hóa Mỹ cuồng Mỹ hóa ra những gì ta làm trong quá khứ đều sai đều ngu muội đều vì ta có tầm nhìn không quá lũy tre làng hỏi như thế có nhục không mà nhục như thế thì quên thế nào được nay ta trải thảm đỏ mời người mỹ quay lại cái mặt dày điệu cán ta biết xấu vào đâu đành phải lo lại chuyện quá khứ rằng mỹ giết dân ta thì sao nó không giết ta để ta giết nó hay sao trong cuộc chiến tranh do ta chủ trương có thằng nào không phải là việt cộng trong mắt người mỹ ta sống trong dân ta giấu vũ khí trong vườn nhà dân dân và ta đều quần đùi áo bà ba đen quần đen tay cầm liềm cắt cỏ mà AK-47 giấu trong bờ ruộng. Ta đánh úp nó chết nhăn răng vì nó tưởng du kích ta là dân lành. Trong khi đó ta giết chính đồng bào ta, ta trói đồng bào ta như trói gà, rồi ta chặt đồng bào ta làm ba khúc sau vườn, ta dùng cuốc đập đồng bào ta vỡ sọ, ta chung sống đồng bào ta sau khi bắt chính họ đào huyệt. Ta tuyệt đối không nhắc lại chuyện đó. Ta tuyệt đối tìm cách quên rằng thằng đàn anh Trung Quốc đã giết đồng bào ta còn tệ hơn giết chó. Máu chảy thành sông ở biên giới phía Bắc và ta vẫn tiếp tục thờ lại nó. Ta là ai? Ta là đảng Cộng sản Việt Nam. Ta là thứ cặn bã của dân tộc này. Ta là thứ mọi rợ đạo đức giả ta là loài khỉ đột đã xua đuổi được mọi nền văn minh để tiếp tục tự sướng với nhau trong bóng tối thời trung cổ và còn nữa hãy chờ xem ta sẽ nghiến nát kẻ thù như đàn anh trung quốc của chúng ta dùng xe tăng xây thịt nhân dân chúng nó thành thức ăn cho súc vật trên quảng trường thiên an môn ta là quái thai thời đại ta không xứng đáng Đứng ngang hàng với loài người văn minh trên trái đất này, thảm họa diệt chủng đã hiện ra trước mắt, không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam khỏi thảm họa này. Ngoài 90 triệu người Việt, mỗi người cần nhìn thấy cái chết đang đến với chính mình và con cháu mình. Hãy chuyển tải thông tin này tới tất cả mọi người, tới mọi tờ báo, mọi phương tiện thông tin để mọi người cùng biết, cùng nhau đứng lên chống thảm họa diệt chủng đã đến trước mắt để cả thế giới cùng biết và lên tiếng bảo vệ chúng ta chúc trần đây là một cái bài viết của một cái người là đảng viên đảng cộng sản việt nam họ đã sớm nhận ra được cái bản chất của đảng cộng sản và họ đã thức tỉnh họ đã nhìn nhận ra rằng ngày hôm nay tuổi trẻ và ngày hôm nay chúng ta đánh mỹ đánh cho mỹ cúc đánh cho ngụy nhào nhưng mà ngày hôm nay những cái người Việt những cái người trẻ hầu như muốn được tiếp cận cái văn hóa của Mỹ được sống trên đất nước Mỹ và thưởng những cái cái sự nhân đạo của Mỹ và mong muốn rằng ngày hôm nay nhiều người trẻ mong muốn rằng Mỹ sẽ trở lại trên đất nước Việt Nam à, vì thì vừa rồi Dương cũng có xem một cái bài viết và trên đó Dương có nói rằng là nếu ngày hôm nay chúng ta không có một cái động thái gì chúng ta không có một cái hành động gì chúng ta chờ đợi mỹ can thiệp hay chúng ta chờ đợi một cái nước nào đó hoặc là một trên thế giới can thiệp thì rất là khó à, ví dụ như dương nói là hai vợ chồng chúng ta uh, gây gỗ nhau đơn thuần thôi uh, rồi sau đó hòa nhau thì không có ai can thiệp chúng ta cả không có một cái người hàng xóm nào họ bước vào để họ can thiệp hoặc là họ hòa giải nhưng mà nếu người chồng đến người vợ đó gây, gây ra cái sự thương tích uh, làm cho người vợ đó đó, ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng thì lập tức sẽ có người hàng xóm hoặc là có những cái người có trách nhiệm họ sẽ có mặt để họ can thiệp để họ giải quyết những vấn đề đó thì tình hình việt nam ngày hôm nay cũng như vậy người dân trong nước khi mà không có một cái cuộc nổi dậy thì thế giới họ nghĩ rằng người dân việt nam đang cảm thấy hài lòng với sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam họ chấp nhận như vậy thì không có lý gì Ở thế giới họ phải can thiệp nhưng mà khi chúng ta nổi dậy có những cái sự đàn áp những cái sự đánh đập những cái cuộc những cái sự đổ máu thì thế giới bắt buộc phải can thiệp phải ra tay thì lúc đó thì mặt may chúng ta mới có thể hy vọng việt nam được cứu đó à, chứ còn ngày hôm nay chúng ta cứ êm đềm bình lặng như vậy thì chúng ta sẽ không có một cái cơ hội nào để cho thế giới mà có thể ra tay giúp việt nam được đâu à, và thật sự dương ngày hôm nay dương đã xuất hiện và dương làm clip À, và dương nhận được uh, tin rất là nhiều từ những cái người mà dương uh, uh, dương không biết và có thể họ hoạt động bí mật trong những cái hàng ngũ quân đội hoặc là họ đã uh, len lỏi trong cái hàng ngũ quân đội của uh, Trung Quốc họ đưa những cái tin mật ra thì Dương cũng suy nghĩ và Dương so sánh và Dương quan sát những cái tin nhắn đó với những cái tình hình Việt Nam hiện tại thì chúng ta cũng đủ, cũng có thể đủ hiểu rằng là tình hình Việt Nam đang rất là căng thẳng tại vì người Trung Quốc đã có mặt ở khắp mọi nơi và nhìn xem ví dụ như cái việc mà công an đánh chết người ở Bình Định vừa rồi là trước đó ít tiếng đồng hồ chúng ta có thể thấy một cái người quay video clip trực tiếp và kêu gào và người dân đã bắt hai tên công an đó đến quỳ quỳ lại trước cái cái xác À, nằm ở trên giường đó nhưng mà ngày hôm sau ít ngày hôm sau thì chúng ta à, lại thấy rằng là trên báo lại viết rằng là cái anh đó do trong cái lúc mà chạy trốn công an bị té chết thì các anh chị có thể có thể còn tin tưởng báo đảng nữa hay không và cái người mà đã trực tiếp quay cái video clip đó ngày hôm nay phải lên đọc bài và nói rằng là họ sẽ gỡ clip xuống và họ họ làm như vậy là sai nó một cái đất nước mà ngày hôm nay cái tình hình nó nó quá là 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 dối trá không còn chân thật nữa thì các anh chị các bạn còn tin chờ gì rằng ngày hôm nay những thông tin tôi truyền tải là sai tôi không có có cần phải truyền tải những thông tin này đến quý vị tại vì những cái thông tin mà ngày hôm nay tôi xuất hiện trước màn hình tôi nói đó là những cái điều nó sẽ mang lại cái sự nguy hiểm cho tôi nó tại sao tôi vẫn làm như vậy bởi vì bản thân tôi nếu như một cái ngày nào đó tôi mất là hết cuộc đời của tôi mất là hết nhưng ngày hôm nay ở Việt Nam còn chín chục triệu người gần cả trăm triệu người Họ đó họ vô tội họ vô tội là bởi vì sao họ tin vào cái sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam họ không nhìn thấy họ không nhìn thấy những cái gì đang xảy ra ở ở Việt Nam đó cho nên ngày hôm nay tôi lên tiếng tôi giống lên cái tiếng nói là với cái sự quan sát và cái sự nhìn thấy của mình và nhiều người trẻ ngày hôm nay họ đã lên tiếng rồi chứ không phải riêng một mình tôi nữa thì cái điều đó là sự thật chứ không phải là tôi làm như vậy các bạn nhìn thử xem tôi làm như vậy để tôi được gì À, tôi làm lãnh đạo tôi làm tổng thống tôi làm thủ tướng hay tôi làm một cái vị trí nào cao ở việt nam như vậy sao tôi không phải hoàn toàn không phải và tôi không có mong muốn như vậy tôi chỉ mong là người dân việt nam sẽ thoát khỏi cái ách đô hộ của tàu cộng tôi mong là người dân sẽ sống dưới cái sự hòa bình sống dưới cái sự ổn định sống dưới cái sự an tâm khi xung quanh các quý vị anh chị và các bạn không tiềm ẩn những cái mối nguy hiểm ví dụ như đồ ăn độc hại về an ninh về chính trị vân vân và vân vân và ý thức con người được nâng cao hơn nhưng mà cái mối nguy trước mắt đó là cái sự đô hộ của tàu cộng ngày càng lớn ở việt nam cái điều đó chắc chắn sẽ xảy ra nó tôi ngày hôm nay tôi đã ngồi ở ngoài đây bất đắc dĩ tôi sẽ không về việt nam nó nhưng vì một lý do gì đó tôi không về việt nam được nữa tôi sẽ không về đó nhưng anh chị các bạn và nhiều con người và nhiều con cháu ở các thế hệ sau sẽ đắm chìm trong cái sự đô hộ và tôi thấy ngày hôm nay trung quốc đã đẩy mạnh cái chuyện cướp miền bắc miền bắc nếu như cái nó đẩy mạnh thì miền bắc chắc chắn sẽ bị mất và còn một nửa là miền nam việt nam và tôi không biết rằng là miền nam việt nam có thể cứu được nữa hay không tôi cũng chưa biết nữa tại vì bây giờ ở buôn ma thuột nó đã mở đường bay rồi ở nha trang ở đà nẵng nó rồi bây giờ thì nó đã tiến sâu vào miền tây rồi ờ, tôi cũng không biết nói chung là tôi không biết rằng cái khả năng cái cơ hội để việt nam thoát khỏi tàu cộng nó là bao nhiêu phần trăm đó, nhưng mà tôi nhìn thấy cái cái hiểm họa nó rất là lớn uh, thực sự ra các bạn biết uh, công việc ở bên đây tôi tôi phải vừa làm nhà hàng uh, tôi phải vừa tìm kiếm tư liệu uh, tôi uh, lên đây làm livestream và tôi trả lời tin nhắn của các cái bạn trong nước gửi ra tôi làm rất là nhiều việc uh, và hầu như cái chuyện mà tình hình của đất nước ngày hôm nay nó nằm trong đầu của tôi ngay cả trong giấc ngủ tôi không thể nào tôi an tâm tôi ngủ được tôi cứ bị chập chờn thôi giấc ngủ tôi cứ chập chờn uh, tôi luôn suy nghĩ là là phải làm sao với những cái sự hiểu biết của tôi hiện tại uh, tôi mang cái sự hiểu biết đó uh, gửi gắm qua những cái video clip này để cho những người bạn trẻ thức tỉnh các người bạn trẻ hiểu giống như tôi đang hiểu nhưng uh, nhưng mà ngày hôm nay tôi chỉ có thể là mong các bạn tin những gì tôi nói thôi chứ những gì tôi nhìn thấy tôi không thể nào tôi mang đến cho các bạn nhìn thấy giống như tôi được uh, các bạn tại vì sao tôi nói các bạn hãy đi tìm hiểu quá khứ đi tìm hiểu cái lịch sử uh, không phải tôi bơi móc lại tôi khuấy vào cái nỗi đau lại một lần nữa nhưng mà ở đó chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự thật và ở phía tương lai chúng ta cần để có một cái hướng đi. Tại vì ngày hôm nay khi chúng ta không hiểu sự thật, chúng ta tin vào đảng cộng sản và chúng ta cứ ngồi chờ để cho họ đưa chúng ta đi đâu thì chúng ta đi. thì như vậy một ngày nào đó nó đưa mình đi qua trung quốc luôn rồi nó đưa người trung quốc qua đây, mình cũng chịu mình không làm khác được. bởi vì như thế cho nên tôi mới kêu các bạn hãy đi ngược lại quá khứ, đi ngược lại vào những cái cuộc uh, cuộc cải cách ruộng đất năm 1954, uh, cái tết mậu thân năm 1968 thuyền nhân vượt biển để các bạn nhìn lại nhìn lại và hãy vội vàng vội vàng tìm hiểu những thông tin đó để chúng ta bắt đầu chúng ta cùng một hướng chúng ta đi chúng ta thay đổi tại vì bây giờ thực sự với những cái tin tôi nhận hàng ngày hàng ngày tôi bi quan vô cùng về cái tình hình đất nước việt nam tôi nói thật và những cái người lớn tuổi và những cái người đã từng sống trong thời Việt Nam Cộng Hòa Họ đã lớn tuổi quá rồi Bây giờ có nhiều người đã ngoài 60 rồi Họ chỉ có thể giúp cho chúng ta về kiến thức Và họ cho chúng ta một số thông tin thôi Chứ còn mà để nói về đấu tranh, để về dấn thân, về cái sự hy sinh Với sự nhanh nhẹn, về cái sự hoạt bát Cái sự tiếp cận Internet và cái sự lan truyền thì ngày hôm nay cái tuổi trẻ chúng ta mới là những cái người thành phần những cái lực lượng nồng cốt để quyết định cho cái sự tồn vong của đất nước Việt Nam chúng ta không thể trông chờ vào những cái bô lão đó bây giờ họ đã ngoài 60 hết rồi ví dụ tướng Lê Minh Đảo bây giờ cũng đã ngoài 80 rồi chúng ta không trông chờ được nữa bây giờ lực lượng trẻ của chúng tôi tôi là bây giờ ba mươi mấy rồi bây giờ có những người bạn trẻ 18, 19, 20 mươi ờ, họ rất là nhiệt quyết nhưng mà bởi vì họ chưa biết sự thật và tôi đang mong muốn mang lại những cái sự thật đó cho các bạn và tin tích cực được phản hồi rằng là ngày hôm nay có nhiều tin nhắn Các bạn trẻ chỉ mới học lớp 9 mà thôi Các bạn trẻ chỉ mới học lớp 9 mà thôi Nhưng mà khi qua các cái video clip chia sẻ Ví dụ như uh, của Lisa Phạm, của Trang Lê, uh, của Mã Tiểu Linh Và của nhiều người khác thì các bạn đã thức tỉnh Nó mới học lớp 9 mà thôi Ờ... Uh, tôi cảm thấy rất là tin rất là vui rất là mừng vì những cái việc ngày hôm nay chúng tôi làm nó đã có kết quả các bạn đã chịu đi tìm hiểu các bạn đã nghe lời chúng tôi nói và đi tìm hiểu và nhìn nhận đâu là sự thật các bạn liên đới tới tình hình xã hội hiện tại và các bạn hiểu hiểu những gì chúng tôi chia sẻ và ngày hôm nay với cái tình hình đất nước việt nam đứng trước cái nguy cơ bị trung quốc nó thông tính như vậy thời gian không còn nhiều nữa và các bạn nên nhớ tôi làm như vậy không phải vì tôi muốn trở thành một nhân vật này một nhân vật kia nếu như các bạn những cái người nào nói tôi làm như vậy bởi vì tôi muốn nổi tiếng thì các bạn tôi xin mời tôi xin mời các bạn hãy làm như vậy hãy làm giống như tôi để các bạn nổi tiếng nha tôi rất là tôi rất là mong muốn các bạn hãy làm như vậy giống như tôi bởi vì cái sự nổi tiếng này là cái sự nguy hiểm cái sự nguy hiểm là mình đã đưa cái tính mạng của mình cho nhiều người khác các bạn thấy nhiều người hoạt động trong service họ rất là nổi tiếng nó họ họ sao họ không làm những cái điều giống như tôi đang làm không ai dám làm cả cho nên không phải chúng tôi vì làm việc nổi tiếng chúng tôi làm chúng tôi cất lên tiếng nói là bởi vì chúng tôi nhìn thấy được cái sự nguy hiểm trước cái nguy cơ mất nước của đất nước việt nam Đó. tôi thành thật tha thiết những giọt nước mắt tôi